cùng giải nhiệt hè với các pha hù dọa rợn gái nơi căn phòng đẫm máu. Mở màn tháng 6 này, nền điện ảnh xứ sở Kim Chi chính thức trình làng căn phòng đẫm máu, tựa gốc, Lingering, tác phẩm kinh dị xoay quanh những bí ẩn ly kỳ, về địa danh hư cấu mang tên khách sạn bờ hồ, Hotel Lake. Dẫu khai thác đề tài vốn dĩ đã quá quen thuộc, nhưng khách sạn bờ hồ trong căn phòng đẫm mùa sớm đem lại cảm giác ngột ngạt, u ám đến khó tả. Poster phim căn phòng đẫm máu, với kiến trúc đối xứng hình bát giác, khách sạn bờ hồ có quy tắc kỳ lạ, đừng ngước nhìn lên trên, đừng lang thang một mình, và tuyệt đối, chớ dại mà bước vào căn phòng số 405. Tác phẩm xoay quanh trải nghiệm đầy ám ảnh của hai chị em Zomi tại khách sạn bờ hồ. Chắc hẳn, trước những chi tiết vừa rồi, đông đảo tín đồ phim kinh dị sẽ tự hỏi, liệu căn phòng đẫm máu có vài mượn, ý tưởng từ The Shining 1980, tượng đài điện ảnh do huyền thoại Stanley Kubrick cầm trịch hay không? Ngoài chút tương đồng về mặt nội dung, ekip Hàn Quốc cũng tái hiện nhiều cảnh phim tri ân cố đạo diễn Stanley Kubrick. Nhìn chung, đứa con tinh thần của Eon Eun Kyung chịu ảnh hưởng khá lớn từ The Shining. Ngoài cốt truyện xoay quanh tòa khách sạn khiến người khác phát điên, thì xuyên suốt 90 phút thời lượng, bạn sẽ thấy ekip đã tri ân Stanley Kubrick bằng việc tái hiện lại một vài phân cảnh kinh điển tại kiệt tác ấy. Đặc biệt, thủ pháp nhân vật kể chuyện không đáng tin Unreliable Narrator cũng được nữ đạo diễn Hàn Quốc học tập rồi khéo léo vận dụng vào căn phòng đẫm máu. Việc sử dụng thủ pháp người kể chuyện không đáng tin giúp câu chuyện thêm phần hấp dẫn. Cụ thể, Zomi từng bị trầm cảm nặng sau khi mẹ mất và phải dùng thuốc điều trị mỗi ngày. Vì vậy, những gì mà nàng ta chứng kiến tại đây đều chẳng được gì kia ông Sian lẫn cảnh sát tin tưởng. Thậm chí, cô còn trở thành nghi can hàng đầu trong vụ mất tích của đứa em gái. Chỉ có thể nhìn thấy linh hồn lúc đang ở một mình, bản thân Zomi lẫn khán giả đều cảm thấy hoang mang, không rõ các sự việc khiếp đảm mà mình vừa trải nghiệm là sự thật, hay thực chất hoàn toàn là ảo giác do tinh thần bất ổn nơi nữ chính tạo nên. Đến tận phút cuối cùng, khán giả vẫn không thể chắc chắn rằng liệu nơi đây có thật sự bị ma ám hay không, mặc dù thấp thoáng dáng dấp của người tiền nhiệm, thế nhưng, căn phòng đẫm máu vẫn gây ấn tượng mạn nhờ hữu cho riêng mình loạt điểm nhấn đặc sắc. Đơn cử như những trường đoạn hù dọa được dàn dựng chắc tay, mang đậm màu sắc tâm linh châu Á. Đảm bảo, hình ảnh đôi chân đi giày đỏ gần trạm xe buýt bỏ hoang, bóng ma tóc xõa thoát ẩn thoát hiện dưới tầng hầm tắm tối, hay đống tử thi nằm co quắp với ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn, sẽ khiến cả rạp nổi hết da gà. Những trường đoạn hù dọa được dàn dựng chắc tay sẽ làm người xem rợn gáy theo đúng nghĩa đen. Chưa kể, bên cạnh yếu tố jump scare nặng đô, chuyển biến tâm lý khác thường ở dàn nhân vật, cả phụ lẫn chính càng góp phần làm tăng thêm mức độ rùng rợn, ly kỳ cho tổng thể tác phẩm. Quy tụ toàn tên tuổi thực lực gồm Bạch Cốt Tinh, Lee Se-jang, Park Ji-jang, Park Hyo-jo, Sao Nhi Park So-ji, bạn sẽ khó lòng rời mắt khỏi màn hình bởi màn trình diễn thuyết phục từ họ. Nhiều lúc, dẫu chẳng cần mấy hiện tượng quỷ dị, nét biểu cảm quái đản của chị Hầu Phong và cô nhóc Ji-jo cũng đủ để ám ảnh biết bao người. Bên cạnh đó, nét biểu cảm quái dị của các nhân vật cũng gây hãi hùng không kém. Với các điểm sáng này, căn phòng đẫm máu, xứng đáng là lựa chọn hàng đầu dành cho cộng đồng yêu thích dòng phim kinh dị. Liệu hai chị em Romy đáng thương có thể toàn mạng trốn chạy khỏi khách sạn bờ hồ? Câu trả lời đang chờ đợi bạn khám phá. Căn phòng đẫm máu Lingering khởi chiếu trên toàn quốc kể từ ngày 5 tháng 6 năm 2020. Lingering căn phòng đẫm máu. Đạo diễn Eon Eun Kyung. Diễn viên Lee Se-jang, Park Ji-jang, Park So-ji, Park Hyo-ju. Thể loại, kinh dị. Nội dung, phim xoay quanh những câu chuyện kỳ lạ về khách sạn bờ hồ, Hotel Lake, nơi có thể khiến người ta hóa điên. Tại đây, có 3 điều cấm kỵ mà du khách tuyệt đối không được làm, không được ngước nhìn lên, không được đi một mình và không được bước vào phòng 405. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.